cái hồ ngày xưa là những cái hồ ngon. À, nhầm nhầm à? Ừ, nhầm. Xin chào mọi người nha. Phường ở Sơn Phú. Nghĩa mày thân lắm. Ở đây anh tư vấn cho mọi người kiểu tóc mới. Bạn này để bao nhiêu năm rồi em? Cái đây em để 2 năm. 2 năm? 3 năm rồi, bạn con em 3 năm. Bạn để 3 năm tóc dài rồi. Và hôm nay đến với Linh Anh để thay đổi cái kiểu tóc, cho một chút màu nữa nhỉ. Bạn để màu này nó hơi nhìn hơi già, tóc đen. Các bạn, anh sẽ thiết kế cho bạn một cái màu gọi là nâu, nâu sô-cô-la hoặc nâu sáng. Nếu là cô giáo thì các bạn nên chơi nâu sô-cô-la một chút sáng hơn một tí thôi, không được sáng quá. Và đây là anh sẽ cắt cho em cái dáng tóc như này. Nhất là khuôn mặt bạn này, chỗ này nó hơi hóp. Anh muốn làm cho nó béo lên và hình tròn hơn. Một cách như nào thì anh sẽ thiết kế cho bạn ấy. Mọi người chú ý nhé. Sẽ cắt tầm này, em nhìn thẳng luôn cho anh. Đã chỉnh luôn. Nhìn xem. Anh sẽ làm cho nó phồng lên các bạn này nữa. Và chúng ta sẽ phải uốn phồng vào này. Cho đỡ hóp hóp phần này nhé. Tóc mặt nó tròn hơn. Còn anh sẽ cắt nhé. Quả mái này thì chúng ta nên anh sẽ để cho em quả mái thưa nhé. Nó lạ mắt tí. 3 năm rồi chẳng thay đổi gì. 3 năm em để sinh em bé chưa để nên chẳng làm gì. Sự bạn để kiểu này lâu năm rồi, bạn phải nên thay đổi một chút để giúp bạn khác đi cuộc sống hơn. Trên Phú Thọ vừa rồi có hai bạn ở đoài, một bạn ở Vân Phúc và cho qua đây anh muốn làm công an ở trong huyện Phú Thọ. Tết đến nơi rồi.
làm đẹp đấy nhá. Linh Anh đang rảnh. Đừng có đi làm muộn quá, lúc mà thợ thế là thuyền nó vội vội vàng vàng. Tranh thủ lúc này là... mình sẽ làm cho bạn này, phần này lúc cái phần này hơi hót. Các bạn nhìn thấy cái phần này hơi hót không ạ? Chào Minh Đen. Chào anh Toàn nhá. Nào phải vào Minh Đen xăm cho cái. Đang muốn xăm kín tay. Khăn đứa vai rồi.
Chào Nguyễn Thị Tuyết nha. Với Lê. Vào đi anh mới quay trực tiếp thôi. Quay nào quay. Tú sao nha em? Sao uống đồ phòng đồ này? Nhiều quá, nhiều lắm bọn 6 người. Có thể người ta đang xem không cần tiếng rồi.
xem mọi người nhé. Lần tên lạ rồi. Đây có giày của mình. Đây có giày của mình. Giày. À, bình thường nó đi đâu mà giày. Giày thì mình chia nhỏ.